Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, gan là một trong những cơ quan dễ tổn thương nhất của con người, bởi vì tất cả những chất độc khi vào cơ thể sẽ được trực tiếp đến gan để được xử lý. Với những thói quen hàng ngày của các bạn như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hay là ăn nhiều đồ ăn chiên rán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của gan. Và dưới đây sẽ là những thực phẩm tốt nhất để hỗ trợ thanh lọc lá gan của bạn. Những thực phẩm giúp gan hết sạch độc tố. 1. Trái cây giàu vitamin C. Các trái cây như cam, chanh, quýt có hàm lượng vitamin C cao, chính là chất chống oxy hóa tuyệt vời, kích thích và hỗ trợ gan trong việc tổng hợp, thanh lọc các độc tố ra khỏi cơ thể. 2. Táo. Đây cũng là loại quả mà bạn không nên bỏ qua, bởi táo không chỉ giúp bạn tiêu mỡ, giảm cân, chống táo bón, mà còn có tác dụng tích cực lên gan. Trong táo có chứa một lượng lớn pectin kết hợp với các chất khác, giúp lá gan làm sạch và loại bỏ chất thải độc hại ra khỏi hệ tiêu hóa nhanh hơn và dễ dàng hơn. 3. Dầu ô liu. Khi được tiêu thụ vào cơ thể, dầu ô liu sẽ sản sinh ra một lượng lipid trong dạ dày. Chất này giúp hấp thụ các chất độc hại trước khi chúng xâm nhập và tác động xấu vào cơ thể. 4. Quả ốc chó. Hàm lượng cao axit béo omega 3 và glutathione trong quả ốc chó là những dưỡng chất cần thiết và hữu ích, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả và thuận lợi. Bên cạnh đó, axit arginine trong ốc chó còn có tác dụng giúp gan loại bỏ nhanh chóng các ammonia có hại ở hệ tiêu hóa. 5. Trà xanh. Trong trà xanh, lượng chất chống oxy hóa nhiều chính là lợi thế giúp hệ tiêu hóa được tăng cường bảo vệ trước nguy cơ tấn công của vi khuẩn gây bệnh. Sau bữa ăn, bạn nên uống trà xanh vì đây là thói quen tốt cho gan. 6. Nghệ. Nghệ cung cấp enzyme có lợi cho hoạt động loại trừ độc tố của gan, làm sạch đường tiêu hóa. 7. Tỏi. Bạn chỉ cần một nhánh tỏi trắng mỗi ngày có thể kích hoạt enzyme của gan. Enzyme này giúp cơ thể tăng cường thải độc tố. 8. Củ cải đường. Củ cải đường là một trong những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa cực kỳ tốt. Thêm nữa, các nghiên cứu mới đây cũng đã chứng minh rằng củ cải đường có nhiều lợi ích sức khỏe đặc biệt và rất tốt cho gan của bạn. 9. Rau lá xanh. Những loại rau lá xanh đậm như súp lơ và rau chân vịt, hay còn gọi là cải bó xôi, là những loại rau cực kỳ tốt cho sức khỏe. Các chất diệp lục vốn có trong rau xanh sẽ làm nhiệm vụ hấp thu các chất độc ra khỏi dòng máu. 10. Hành tây. Hành tây cung cấp chất xơ, kali, flavonoid và phytonutrient, là một trong những hợp chất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là gan. Vâng, mặc dù gan là một trong những cơ quan hoạt động mạnh mẽ nhất trong cơ thể, nhưng lại cũng dễ bị rối loạn nhất bởi do chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Và dưới đây là những thực phẩm gây hại cho gan mà bạn cần phải tránh. Những loại thực phẩm gây hại cho gan cần tránh. 1. Rau quả đóng hộp. Rau quả đóng hộp thuận tiện để cất giữ và sử dụng khi cần thiết. Nhưng tương tự như thịt chế biến sẵn, các loại đồ hộp có chứa rất nhiều muối, với tác dụng như là chất bảo quản. Tất nhiên, sẽ không tốt cho gan của bạn. Nếu bạn muốn dự trữ rau quả, nên chọn rau quả chế biến đông lạnh thay vì chọn rau quả đóng hộp. 2. Măng tươi. Măng là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi, có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230mg trong 1kg măng củ. 3. Thịt nguội. Khi ăn các loại thịt nguội, thịt sông khói, thịt chế biến sẵn có hàm lượng muối cực kỳ cao, có thể gây hại cho gan của bạn. Đúng là cơ thể chúng ta cần một ít natri trong cơ thể để điều chỉnh huyết áp. Nhưng với lượng natri cao có thể tạo ra chất lỏng dư thừa trong gan và cơ thể. Hơn nữa, nhiều loại thịt chế biến sẵn chứa chất béo không lành mạnh, có thể tạo nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là một loại bệnh lý đang phát triển ở Mỹ. Nói chung, một ý tưởng khôn ngoan bảo vệ gan là bạn cần kiểm soát tốt lượng natri tiêu thụ hàng ngày. 4. Thịt đỏ. Với hàm lượng protein phong phú, thịt đỏ là loại thực phẩm cần thiết trong chế độ ăn mỗi ngày của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc cắt giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh hơn. Nếu gan của bạn khỏe mạnh, nó có thể phá vỡ các protein trong thịt một cách dễ dàng. Còn nếu gan của bạn yếu, thì sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa protein.
Khi gan bị suy giảm chức năng chuyển hóa protein, lượng protein dư thừa sẽ trở nên độc hại và ảnh hưởng trực tiếp đến não, gây chóng mặt, mệt mỏi. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tránh ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là khi đã được chẩn đoán bệnh gan. Một số loại thịt trắng như thịt gà và cá sẽ là sự lựa chọn tốt để bạn có thể nhận được protein mà không gây hại chức năng gan. 5. Muối. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Ăn uống quá nhiều muối góp phần làm tổn thương gan ở người lớn và phát triển phôi. Lượng muối ăn vào tăng lên có liên quan đến huyết áp cao, là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và đột quỵ. Ngoài ra, muối có thể dẫn đến sự thay đổi trong các tế bào gan liên quan đến sơ hóa. Vì vậy, cần giảm lượng muối trong bữa ăn của bạn. 6. Trái cây sấy khô. Trái cây khô thường có hàm lượng đường rất cao, gây hại cho gan. Đặc biệt, trái cây sấy khô có hàm lượng fructose cao, một loại đường không phân hủy trong cơ thể, theo cách như các loại đường khác. Kết quả phân hủy này có thể dẫn đến tăng tình trạng viêm gan và gan nhiễm mỡ. 7. Đồ uống có đường. Ngay cả khi bạn không uống rượu, nếu bạn uống đồ uống có nhiều đường vẫn có thể góp phần làm giảm chức năng gan. Tương tự như trái cây sấy khô, đồ uống có đường thường có hàm lượng đường fructose cao. 8. Chất béo. Lượng chất béo dư thừa cũng có thể làm tăng nguy cơ bị gan nhiễm mỡ. Ăn chất béo nhiều làm béo phì, làm tăng nguy cơ phát triển một số bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2. Vâng, như vậy có thể thấy là việc ăn uống để bảo vệ cho lá gan của bạn là vô cùng quan trọng. Hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi vừa mới đưa ra trên đây, thì quý vị sẽ cân nhắc hơn cho việc ăn gì uống gì để bảo vệ lá gan của mình. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!